8 cách làm đẹp man dợ, đáng sợ và nguy hiểm bậc nhất trên thế giới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Ở đây có bạn nào thường xuyên làm đẹp ngay tại nhà hay không? Hãy comment chia sẻ bí quyết của các bạn xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Và các bạn thân mến, xinh đẹp vốn là một thứ mà bất cứ chị em phụ nữ nào cũng mong muốn được sở hữu. Thời hiện đại như ngày nay, với đa dạng các loại mỹ phẩm và công nghệ hỗ trợ thì không nói, nhưng trong quá khứ, khi mà mọi thứ chưa có sẵn như ngày hôm nay thì không ít chị em phụ nữ cũng mong muốn sở hữu vẻ đẹp vạn người mê mà bất chấp làm bất cứ điều gì, cứ miễn là đẹp, kể cả giết người hay chịu đau đớn thấu xương, thậm chí là chết nhưng vì đẹp vẫn không từ bỏ mọi cách. Vậy thì đó là những cách làm đẹp kỳ lạ như thế nào, chúng man dợ và quái đản ra sao? Các bạn hãy cùng Kính Lúp theo dõi hết video ngày hôm nay và đừng quên bình chọn cho cái phương pháp bạn cảm thấy là điên rồ nhất nhá. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với video ngày hôm nay. Thứ nhất, uống sữa mẹ để làm đẹp. Các bạn thân mến, câu nói sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong thành phần của sữa mẹ lại có những dinh dưỡng vô cùng tuyệt vời để làm đẹp nhan sắc đấy nha. Trong lịch sử, từ Hy Thái Hậu, người đàn bà quyền lực, độc ác và nổi tiếng nhờ giữ vẻ đẹp rạng rỡ, tươi trẻ và làn da trắng nõn nà như thiếu nữ, ngay cả khi bà ta đã bước sang tuổi 50 bởi hàng loạt những phương pháp làm đẹp kỳ dị, và trong đó không thể không kể đến phương pháp bà ta đã dùng sữa người cho quá trình níu giữ nhan sắc. Theo ghi chép, Từ Hy chỉ uống sữa khi còn nóng ấm và những người phụ nữ nuôi con nhỏ mới có dòng sữa chất lượng nhất để giúp cho nhan sắc được hồi sinh. Bởi vậy, bà bắt họ phải dâng sữa cho mình đều đặn hàng ngày. Những người phụ nữ cung cấp sữa cho bà ta được lựa chọn thì không chỉ khỏe mạnh, xinh đẹp mà còn phải dưới 20 tuổi, đã bị cách ly với con ngay sau khi sinh xong. Thực hiện chế độ ăn uống hà khắc để kích thích tiết sữa nhiều và có chất lượng sữa ngon nhất nhằm phục vụ cho nhu cầu của đương kim thái hậu. Vào thời điểm, ít nhất có 3 nhũ mẫu phục vụ một ngày, nhiều lúc có đến 10 người. Các nhũ mẫu phải tắm rửa sạch sẽ trước đó khoảng 3 ngày, giữ cho cơ thể không đổ mồ hôi và đảm bảo không có bất kỳ mùi nào khác. Thêm nữa, vì ngăn cản tin tức bản thân uống sữa người truyền ra ngoài, Từ Hy Thái Hậu đã nhẫn tâm giết chết từng người một sau khi đã cảm thấy đủ. Chưa hết, kẻ nào mà vô tình trông thấy mặt mộc, nhắc tới nếp nhăn của bà ta hay vô tình làm dụng chỉ một sợi tóc đều bị bà ta đánh cho tới chết. Đúng là không phải bỗng dưng Từ Hy Thái Hậu lại bị lên án nhiều tới như vậy. Còn cái việc uống sữa người thì cũng phải nói thêm, thời ngày xưa thì làm gì có sữa công thức hay là nhiều những cái loại sữa như bây giờ. Việc tách mẹ khỏi con không khác gì cướp đi nguồn thức ăn duy nhất của những đứa trẻ. Đúng là cái đồ độc ác mà. Và tiếp theo là một phương pháp làm đẹp khá là bốc mùi của một nữ hoàng quyền lực đấy. Thứ hai, ngâm mình trong sữa lừa thiêu. Các bạn thân mến, nữ hoàng Ai Cập Cleopatra được biết đến là một người phụ nữ đẹp nổi tiếng trong lịch sử nhân loại. Đặc biệt là quá trình làm đẹp đầy công phu mà ai nghe cũng cảm thấy bốc mùi ghê gớm. Son môi được làm từ ruột của bọ cánh cứng nghiền. Bột phấn mắt thì đến từ phân của cá sấu. Nghe thì có vẻ là bốc đầy mùi thối thế thôi, nhưng mà ngày xưa đó lại là những mỹ phẩm vô cùng xa xỉ và hot hit đấy nha. Và kỳ dị hơn, nữ hoàng còn trải nghiệm liệu pháp xa xỉ nhất, đó là tắm trong sữa lừa chua. Người hầu phải vắt sữa khoảng 700 con lừa mỗi ngày và nữ hoàng sẽ đợi cho đến khi sữa lừa thiêu thì mới đắm mình để chống lão hóa và làm mịn da. Và bên cạnh đó, nữ hoàng Cleopatra cũng thường xuyên trộn sữa lừa với phân cá sấu để tạo ra một loại mặt nạ dưỡng da độc đáo. Ui eo ơi, nghĩ tới cái cảnh mà chát phân của một cái con quái thú lên mặt, mình đã thấy phát tẩm rồi đấy. Các bạn thấy sao về cách làm đẹp dị hợm này và bạn có dám thử để xinh đẹp hơn không nào? Nhớ comment dám luôn hoặc là chịu thôi để xác nhận nha. Nhưng đó chưa là gì so với cách tắm không khác gì quỷ khát máu của người đàn bà tiếp theo. Thứ ba, tắm máu trinh nữ. Nếu các bạn đã từng xem video 8 người máu lạnh và đáng sợ nhất trên thế giới mà Art đã từng phát sóng thì chắc chắn là bạn đã nghe về bá tước Elizabeth Báthory, sinh ra ở vùng Transylvania của Hungary cuối thế kỷ thứ 16. Một trong số những người phụ nữ giết nhiều người nhất ghi nhận trong lịch sử tính tới thời điểm hiện nay. Được biết, vì khát khao trẻ trung đến mức rồ dại, Elizabeth giết người không gớm tay chỉ để lấy máu tắm cho trẻ mãi không già, không khác gì macaron ngoài đời thật. Và theo ước tính, đã có hơn 600 cô gái trẻ là nạn nhân của con quỷ nữ đáng sợ này. Những cô gái bị treo lên và cắt sạch máu cho tới chết vô cùng dã man. Elizabeth Báthory thích làm đẹp bằng máu người, dùng máu để uống, đắp mặt nạ và ngâm mình trong đó vì nghĩ rằng đó là cách làm đẹp tuyệt vời nhất để có làn da đẹp, giữ gìn nhan sắc và tuổi xuân. Đối với bà ta, máu chính là sự sống, là sắc đẹp và là tất cả. Một suy nghĩ điên rồ và bệnh hoạn, đúng là một con quỷ cái tàn bạo chưa từng thấy. Và sau này, khi sự việc đã bị phanh phui vì giết hại quá nhiều người, Elizabeth Báthory với tước vị và danh tiếng của gia đình chỉ bị kết án, giam cầm suốt đời vào một tháp cao cho tới chết. Thật sự là một cái kết quá hời cho một con quỷ điên loạn như vậy. Quả là quá bất công cho những cô gái trẻ đã chết oan uổng vì quyền lực và xã hội cổ hủ thời ngày xưa.
Và ngay sau đây là một cách làm đẹp mà khối chị em phải sợ chết khiếp đấy nha. Thứ tư, làm đẹp cùng thạch tín, đỉa và nước tiểu. Thật sự là nghe tới cái phương pháp này, mình đã cảm thấy điên rồ thật sự. Nhưng các bạn có tin được rằng đó lại chính là một mốt rất hot mà nhiều chị em phụ nữ đã từng học theo. Simonetta Vespucci là một nàng thơ của những danh họa vĩ đại nhất thời kỳ phục hưng, nổi tiếng với vẻ đẹp ngọt ngào, làm say đắm lòng người. Vậy thì người phụ nữ này đã làm gì để xinh đẹp đây? Được biết, Simonetta đã làm một hành động rất kinh dị, đó là cho đỉa vào tai để hút máu khỏi mặt nhằm có được một làn da trắng nhợt. Mặc dù việc này sẽ khiến cho gương mặt tái xanh chứ không phải là trắng hồng tự nhiên, nhưng oái oăm thay, gương mặt trắng bệch, nhợt nhạt mới chính là xu thế làm đẹp thời kỳ đấy. Lông mày lúc bấy giờ phải được cạo đi, thậm chí là đốt sạch để triệt tận gốc. Một cách nguy hiểm khác là dùng một loại phèn chứa thạch tín rồi phủ lên đó một lớp vàng. Bên cạnh đó, mỹ nhân Simonetta Vespucci còn rất thích nhuộm tóc bằng nước tiểu người. Bà thường xuyên gội đầu bằng thứ dung dịch có mùi khai này để tẩy tóc, giúp cho mái tóc lúc nào cũng vàng óng mượt mà. Ui trời ơi, thế này thì ai dám hít hà cái mái tóc nồng nặc mùi khai này cơ chứ? Và vì vẻ đẹp mê hoặc đấy mà mọi phụ nữ thời kỳ phục hưng đều muốn có được như Vespucci, nên họ đã bắt chước phương pháp kỳ quái có phần tởm lợm dị hợm này. Thật không thể ngờ, một nàng thơ nước Ý lại có cả một series kinh dị làm đẹp hãi hùng đến như thế đấy. Bạn nghĩ sao về phương pháp làm đẹp kỳ lạ này? Nhớ comment bày tỏ suy nghĩ cho mình biết nhé. Và tiếp theo là một người phụ nữ vì làm đẹp mà phải hy sinh đấy. Thứ 5, bôi trì lên da. Các bạn thân mến, nữ hoàng Elizabeth đệ nhất là một trong những vị vua nổi tiếng và được ca ngợi nhất trong lịch sử nước Anh với tài trị vì sáng suốt. Trong suốt 45 năm trị vì, bà đã giúp cho nước Anh có một vị thế không nước láng giềng nào sánh được. Nền kinh tế của nước Anh cũng đạt tới sự thịnh vượng và người dân vì vậy rất kính trọng bà. Để duy trì vẻ ngoài của mình, nữ hoàng rất hay sử dụng mặt nạ làm trắng da với thành phần chính là bột trì, một thành phần cực kỳ độc hại mà những người thời đó không hề hay biết. Bằng việc trộn lẫn dầu giấm, bột trì để tạo ra một hỗn hợp bôi lên mặt, giúp cho người dùng có được nước da trắng như sứ. Nhưng sử dụng trong một thời gian dài sẽ khiến chất độc thấm vào da, khiến cơ thể lâm vào tình trạng nhiễm độc trì. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất. Thật sự thì trì vô cùng độc hại, nhưng nó vẫn có mặt trong thành phần của nhiều loại mỹ phẩm thời hiện nay đấy. Và ngay sau đây là cách làm đẹp kỳ dị của những người phụ nữ Nhật Bản thời ngày xưa. Thứ 6, làm đẹp bằng phân chim sơn ca. Các bạn ạ, phụ nữ Nhật Bản từ lâu đã nổi tiếng với các geisha có làn da trắng đẹp, sáng bóng, mịn màng, hay đúng hơn là trắng đến dọa ma luôn đấy chứ. Nhưng thật sự, để có được vẻ đẹp nhìn ma mị với đôi môi đỏ chót ấy, thì các geisha đã phải sử dụng bột gạo để làm trắng da và làm sạch khuôn mặt bằng phân chim sơn ca. What? Vâng, không nhầm tí nào đâu. Ngoài nữ hoàng Ai Cập dùng phân cá sấu để bôi mặt, thì phân chim sơn ca cũng vô cùng được ưa chuộng tại Nhật Bản thời xưa đấy. Vậy nên, việc nuôi một chú chim sơn ca để dọn phân phục vụ cho công cuộc làm đẹp chính là thói quen của những người phụ nữ Nhật Bản thời xưa. Và ngày nay thì có những cái tên rất nổi tiếng trong giới showbiz thế giới như Tom Cruise, Oprah và Victoria Beckham từng làm đẹp hay đắp mặt bằng phân chim sơn ca và dành những lời khen nức nở cho sản phẩm kỳ lạ này. Ngoài phương pháp làm đẹp khá mất vệ sinh kia, các geisha cũng loại bỏ lông mày bằng nhíp và vẽ lông mày giả. Còn các geisha thời Heian còn nhuộm răng đen bằng cách sử dụng hỗn hợp của chất hàn sắt bị oxy hóa trong một dung dịch axit với một nụ cười tỏa nắng toàn răng đen xì xì, lại được coi là cái đẹp vô cùng hoàn mỹ trong mắt những người đàn ông Nhật Bản thời đó. Thật sự không hiểu nổi cái tiêu chuẩn cái đẹp của ngày xưa, nhìn cứ ngỡ như quỷ dạ xoa thì đúng hơn đấy chứ. Và tiếp theo là một phương pháp làm đẹp với thịt sống có 102 trên thế giới. Thứ 7, đắp mặt nạ với thịt bê sống. Với vóc dáng thanh mảnh, gương mặt trái xoan u buồn, làn da mịn màng cùng mái tóc bồng bềnh dài chạm gót chân, nữ hoàng Elizabeth, vợ của hoàng đế Franz Joseph đệ nhất hay còn gọi là nữ hoàng Sissi, từng được người đời ca tụng là nữ hoàng xinh đẹp nhất trên thế giới ở thế kỷ thứ 19. Nhan sắc quyến rũ cùng khí chất đài các quyền quý của bà đến tận ngày nay vẫn được coi là một tượng đài bất hủ. Tuy nhiên, để có được vẻ đẹp say đắm lòng người, ngoài việc áp dụng các phương pháp làm đẹp từ thiên nhiên, ví dụ như là hoa hồng, bơ thực vật hay là trái cây tươi, trứng gà vân vân, thì kỳ dị nhất đó chính là dùng thịt bê sống để đắp mặt. Nữ hoàng hạ lệnh cho gia nhân cắt thịt bê ra từng lát thật mỏng, rồi đắp những lát thịt bê lên da mặt trong lúc ngủ để có một làn da tuyệt vời. Và cầu kỳ hơn, những con bê này phải được ăn thuần cỏ đắt chuyển từ xứ Wales mới xứng tầm làm miếng thịt đắp lên mặt người đẹp. Ngoài ra, chế độ ăn uống của hoàng hậu cũng được kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt.
để sở hữu vòng eo con kiến, dù đã 4 lần sinh nở, bà phải ép mình trong những chiếc áo nịt vô cùng chặt. Hơn nữa, mái tóc dài được thắt cao lên và hoàng hậu phải dành tới 3 tiếng mỗi ngày chỉ để tháo xuống. Phần tóc quá nặng còn khiến cho bà bị đau đầu nên bà hạn chế đi ra ngoài vì sợ gió làm hỏng tóc mình. Ngoài ra, bà còn dành tới 10 tiếng để đi lại trong cung để giảm cân và ám ảnh vì nhan sắc tới nỗi cấm ai vẽ lại hình ảnh sau 32 tuổi của bà để không ai thấy rằng bà đang ngày càng già đi. Thật sự thì để có được sắc đẹp quả là một sự đánh đổi quá lớn. Đẹp thì ai mà chẳng thích, nhưng mà khổ thế này thì thôi mình cũng chịu. Và cuối cùng là một cách làm đẹp khiến cho bất cứ ai cũng phải ám ảnh tới bây giờ luôn đấy. Thứ 8. Bó chân. Các bạn ạ, trong quá khứ, có lẽ không chỉ với khuôn mặt xinh đẹp mới được coi là chuẩn mực, mà ở lịch sử, một đôi chân nhỏ nhắn như những đứa trẻ mới được coi là cái đẹp trong mắt nhiều người. Và đỉnh điểm của sự man dợ đó chính là hủ tục bó chân, khiến cho hàng triệu cô gái Trung Quốc thời nhà Thanh phải lâm vào cảnh tật nguyền. Từ khi còn nhỏ, các bé gái phải chịu đau đớn bằng việc bị bẻ cong xương bàn chân rồi bó chặt lại sao cho xương ngón chân phải chạm được vào tới gót chân. Hình thức làm đẹp man dợ này được gọi với cái tên mỹ miều đó là tam tất kim liên, tức là gót sen ba tấc, ý chỉ bàn chân ngắn ba tấc nhỏ xinh như một đóa hoa sen. Ngày nay thì những hủ tục làm đẹp kiểu như thế này đã bị dần loại bỏ và lên án, nhưng nhìn cái đôi bàn chân dị hợm đến phát sợ kia khiến bất cứ ai cũng ám ảnh và không khỏi rùng mình. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng khám phá về 8 cách làm đẹp điên rồ, nguy hiểm và quái đản bậc nhất trên thế giới. Bạn cảm thấy phương pháp nào là ghê rợn nhất và gây cho các bạn nhiều ám ảnh nhất? Hãy để lại comment ý kiến cho mình biết nhé. Và nếu thích video thì đừng quên cho Kính Lúp TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúp mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.